Đây chính là thái độ phục vụ các người sao? Chuyện này hôm nay ai cũng đừng hòng thương lượng. Hai vị này thật xin lỗi, thật sự xin lỗi. Chúng tôi có chỗ nào chưa tốt thì chúng tôi nhất định sẽ cải thiện. Hay là thế này đi, tôi đổi phòng cho hai vị trước nhé. Chúng tôi không đổi. Bảo quản qua đây cho tôi. Anh, hay là thế này đi, hôm nay sẽ miễn phí cho anh và sẽ tặng cho anh một thẻ hội viên miễn phí 10 lần được không? Tránh ra. Tôi nói cô biết, hôm nay phải để cô ấy quỳ xuống xin lỗi tôi. Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi. Vì sao chứ? Không phải lỗi của tôi, sao phải xin lỗi? Cô còn dám hét lên với tôi? Thái độ gì vậy? Bớt vài câu đi, đừng cản tôi. Hôm nay tôi phải cho cô ta đẹp mặt, vốn không phải lỗi của tôi. Anh không hẹn trước kỹ thuật viên, chỉ định sắp cho anh người nào đó. Các anh không chịu, còn bảo tôi xoa bớt. Cô còn nói lại à? Cô không muốn xoa bớt thì nói đàng hoàng không được sao? Chúng tôi sẽ ép buộc cô à? Chẳng qua là chúng tôi đợi kỹ thuật viên có tiếng ở đây, giết thời gian đùa chút thôi. Cô lại trưng ra một bộ mặt ấm ảm mất tủi nhục, làm như chúng tôi làm gì cô vậy? Còn luôn miệng nói là mình từ chức, làm chúng tôi ép cô từ chức sao? Hôm nay cô phải nói rõ ràng, không nói rõ không ai được đi. Đi làm chịu ức hiếp đã đủ rồi, đến chỗ mấy người để thư giãn mà vẫn nhìn sắc mặt mấy người. Nếu như mấy người không muốn tiếp đãi chúng tôi thì mở tiệm làm gì? Anh này xin lỗi, nhất định là hiểu lầm. Tôi vô cùng hiểu rõ, các anh đến chỗ chúng tôi làm ba, thực ra là để thư giãn đúng không? Thế này đi, tôi tặng anh thêm 4 phiếu, ở lại khách sạn của chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ không gây khó chịu cho các anh nữa. Chúng tôi nhất định cũng sẽ xin lỗi. Xin lỗi, xin hai anh tha thứ. Đang có khách hàng làm ầm ĩ, đáng sợ lắm. Lại bắt cô gái quỳ xuống xin lỗi. Cô gái này không phải là dạng vừa đâu. Cô ta vừa cướp bạn trai của sếp, là cái cô vô cùng vinh quang, kỹ hiến lễ đó. Vậy không phải là vừa hay lấy việc báo thù riêng sao? Sasha, em không sao chứ? Em không sao chứ? Hiến lễ, anh không ngờ em là người như vậy. Có chuyện gì cứ nhắm vào anh? Ra tay với Sasha thì xem là gì chứ? Lấy việc công báo thù riêng mà em cũng làm được. Được, em đánh anh, anh không so đo. Nhưng xin em tránh xa Sasha ra. Đánh anh thì đã sao? Đánh anh chứng tỏ anh đáng đánh. Hiến lệ, anh ta làm ra chuyện này đáng đánh rồi. Cậu bị sao vậy? Sao đầu gối lại có mảnh thủy tinh? Chị Hiến Lệ, có chuyện gì cứ nhắm vào em. Đẹp có lỗi với chị, xin đừng trách anh Nhất Hàn. Anh Nhất Hàn, đừng trách chị Hiến Lệ. Là vừa nãy chị ấy giúp em xin lỗi khách hàng. Xin lỗi gì chứ? Xin lỗi kiểu gì mà rách đầu gối? Là ai? Ra đây cho tôi. Đủ rồi, đây là chỗ làm của tôi. Mọi người có thể tôn trọng tôi chút không? Ầm ĩ thế này giống gì chứ? Vào phòng làm việc đợi tôi. Ưng Ưng, chúng ta đi. Xa xa, không phải tôi giúp cô. Đây là công việc của tôi, trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi. Cô là cấp dưới của tôi, tôi kiếm nhiều tiền hơn, phải được tôn trọng hơn. Nên có vấn đề đương nhiên phải đứng ra. Cho nên cô làm ơn làm rõ, tôi không phải là vì cô. Cô bỏ cái bộ dạng đáng thương đó đi. Các Nhất Hàng, Kỷ Hiên Lệ tôi có rất nhiều tật xấu. Tôi yêu thích hư chinh, thích hưởng thụ, bỡn cợt với đời. Nhưng tôi chưa từng, trước giờ chưa từng có suy nghĩ lệch lạc. Anh nói tôi sao cũng được, chỉ có điều là không được. Cái tác vừa rồi là tôi thay bản thân đòi lại công bằng. Anh đã hủy hoại tình yêu của tôi, hủy hoại một nửa trong tim tôi. Giờ tôi chỉ còn lại những thứ này thôi. Đừng để tôi thấy anh nữa. Anh thực làm tôi ghê tởm. Kỷ Hiến Lệ, hủy hoại tình yêu của em không phải anh, là những thủ đoạn chơi mãi không chán của em, để em tự tay hủy hoại. Đừng đổ cho anh. Nếu không phải em làm nhiều chuyện xấu, giỏi bài bu, sao anh lại hiểu lầm em được chứ? Nếu nói là ai sai, cũng đem tự làm tự chịu.
Đúng, tôi bày mưu. Tôi đùa giỡn anh trong bàn tay, nhưng anh có sao không? Dù tai nạn xe khi xưa, anh dựng ra để tôi hồi tâm chuyển ý. Có ai mà sạch sẽ nằm ở trên hiện trường tai nạn? Các chức phàm, chúng ta đều là cùng một loại người. Các nhất phàm, không ai cao quý hơn ai đâu. Chuẩn bị xong chưa? Đi. Trước đó mỗi lần bọn mình cãi nhau, anh ấy lại tặng cho mình một viên. Nhà mình có nhiều lắm, đủ cho cậu 3 tháng không lặp lại đó. Anh ấy tặng cho cậu nhiều như vậy từ lúc nào vậy? Đợi chút, cậu không phải đã nói khi chia tay những thứ này cậu đều dứt đi rồi sao? Những này cậu giấu ở đâu hả? Sao mình đến nhà cậu nhiều lần như vậy cũng không phát hiện ra vậy? Mình có nói vậy sao? Mình không nhớ. Mình nhanh mau khai thực, cậu có phải có lòng đợi anh ấy đến làm quà với cậu không? Tránh ra. Đồ ngốc, dựa vào đâu chứ? Bỏ đi bỏ đi. Làm khử trùng đơn giản một chút, lát nữa đến bệnh viện được không? Ương Ương, cậu có còn nhớ trước đây mình nói với cậu trí nhớ của mình không tốt không? Con người mình đều chỉ nhớ những chuyện vui vẻ, những chuyện đau lòng mình không muốn nhớ. Thời gian dài qua đi, hình như đã thực sự quên đi rồi. Khi mình gặp chuyện đau lòng thì muốn chạy trốn, không ăn không uống, nhắm chặt mắt lại ngủ mấy ngày, lại đi uống mấy ly rượu mạnh, lăn đi lăn lại vài lần như vậy, vì quá buồn quá đau lòng nên đã thực sự quên đi. Cậu đã từng như vậy chưa? Mình cũng không biết tại sao vừa rồi mình đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện, những chuyện mà mình luôn muốn quên đi, thực sự quên đi đó. Vậy thì không cần nghĩ, không cần nhớ lại nữa. Đợi đến khi thực sự cậu chịu đựng được mới nhớ lại. Mình suy nghĩ rất nhiều, mình chỉ muốn tìm được một người đàn ông cùng với Kỷ Hiến Lệ mình làm những chuyện ngốc nghếch, sau đó chứng minh mình xứng đáng được yêu, là ba mình đã sai. Điều là em sai, để em xin lỗi chị Hiến Lệ. Liên quan gì đến em? Em cũng là người bị hại. Đã kết thúc rồi. Phụ nữ đánh đơn rồi. Bọn họ ở bên trong. Bọn họ còn đấu tập thể sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải ba người các cậu đánh hai người bọn họ thua đó chứ? Ba mình đã bỏ rơi, quỳ gối trước tình nhân của ông ấy, còn bị đạp một chân đã đủ mất mặt rồi. Nhưng đó vẫn không phải là lần mất mặt nhất của mình. Tình yêu thời đại đều là tuổi trẻ bồng bột, ai cũng không chịu thua. Nhưng mình thua được. Mình cho rằng mình đi khóc, đi làm loạn, mình không màng tất cả giữ lại anh ấy thì sẽ có một cơ hội. Mình muốn chứng minh mình xứng đáng được yêu. Mình muốn nắm thật chặt mỗi người nguyện ý yêu mình. Kết quả mình chỉ có một. Vậy nên cho dù mình làm gì, điều gì cũng chứng minh chỉ Hiến Lệ mình sinh ra đúng là không xứng đáng được yêu. Các cậu xem, vừa rồi mình đã chứng minh một lần nữa rồi. Quỳ hay không quỳ cũng không sao cả. Người đàn ông này, mình không chút tôn nghiêm quỳ trước anh ấy, để tôn nghiêm yêu anh ta, mình đã dùng tất cả thủ đoạn. Mình tính kế anh ấy, dự tính tất cả, nhưng mình chưa từng buông tay anh ấy. Nhưng vừa rồi, anh ấy lại vì một phụ nữ mới quen biết mấy tháng chất vấn nhân phẩm của mình. Chuyện này làm mình buồn hơn so với việc anh ấy gạt tay mình. Được rồi, đừng nói nữa.
Bọn em ở đây mà, bọn em ở đây hết mà. Mọi người đều yêu chị. Cá Thiết Hàng, im miệng. Anh là người sao? Anh còn là người sao? Thế nào? Giống cậu sao? Giống như con chó chạy đuổi theo cánh rừng mới gọi là đàn ông sao? Anh để một người phụ nữ quỳ xuống xin anh đắc chí đúng không? Anh còn dám đạp cô ấy? Cô ấy yêu anh như vậy, sao lại đối xử với cô ấy như vậy chứ? Tôi cũng từng yêu cô ấy hết lòng. Lẽ nào yêu một người là phải đảm bảo yêu cả đời sao? Cậu thì sao? Cậu đã yêu ai chưa? Sử Duy Thông, cậu hiểu thế nào là yêu không? Nếu không phải vì ba mẹ cậu, cậu còn chưa đi được ra cửa nữa. Làm việc bình thường đi. Đi đi. Không sao. Các người dựa vào cái gì mà nói tôi? Các người thì đúng sao? Các Dứt Hàng, cậu là một người đàn ông, không được đối xử như vậy với phụ nữ của mình. Đợt trước ngoại tình với một cô gái xinh đẹp giàu có, hối hận rồi quay lại tìm chân ái. Bây giờ cảm thấy chân ái phiền phức, lại tìm nữ sinh chơi trò mối tình đầu. Tôi yêu bản thân mình nhiều hơn thì sao? Như vậy là sai sao? Tôi muốn đi con đường thông thả hơn thì sao? Quý Lệ thực sự mù rồi mới nhìn trúng anh. Người như anh không xứng cho chúng tôi ra tay. Tôi thực sự là một người bạn không ra gì. Quý Lệ xảy ra chuyện như vậy tôi lại không biết. Tôi sẽ không để các cậu chịu tổn thương nữa. Sẽ không đâu. Cậu, Thư Thần và cả Quý Lệ, tôi sẽ không để các cậu như vậy trước mắt tôi nữa. Nếu như đây là trưởng thành, thì đây là cái giá của sự trưởng thành. Vậy thì để tôi thay đổi rồi, tôi sẽ bảo vệ các cậu. Đây là lần đầu tiên tôi ghét bản thân mình. Sao có thể vô dụng như vậy? Lúc trước tôi còn lớn tiếng nói, các cậu đều thay đổi rồi. Các cậu đã sống nỗ lực như vậy. Không nên. Không nên để các cậu gặp phải những chuyện này. Được rồi, cậu đừng nói nữa mà. Thật không nên. Quý Lệ như vậy anh thật sự không yên tâm. Nhưng công ty có cuộc họp khẩn nên anh phải đi. Anh yên tâm, em và Ương Ương sẽ ở đây. Em phải chú ý sức khỏe, đừng lo lắng quá. Em biết rồi, anh mau đi đi. Được. Vậy anh đi đây. Không hôn anh một cái à? Được rồi, em đừng nghĩ nhiều quá. Em không sao. Em chỉ cảm thấy Quyến Lệ thật đáng thương. Quá xa các anh. Được rồi.